Đây đây. Tức quá nhỉ, tức quá nhỉ. Bố toàn bỏ bỏ ra hả? Úi dồi ôi, úi dồi ôi, dồi ôi, dồi ôi. Tức bố đấy, đâu khăn đâu lau cho em kìa. Bố thì cứ chồng em. Đứt tay mồm thì bố sẽ lôi em. Tức ở đây, tức lắm rồi đấy. Tức xui bật mép rồi. Mày đánh bố nhá. Mày đánh bố nhá, bố cấu với em mà. Mi lên giường con đây hay để mẹ tắt tivi nào? Được rồi, tao sẽ tắt tivi cho mày biết thế nào là lễ độ nhá. Lên giường chưa? Mẹ này lì, tao tắt luôn này. Bố đưa cái điều khiển kia đây. Thôi đi lên đây nha, nghe mẹ không tắt. Lau tốn bao nhiêu giấy của mẹ rồi? Mẹ vứt gái ra nhà, nhà lên này. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Đây bố mẹ nào, nhanh. Tức thế là làm gì?